Hello chị Camber, mến chào tất cả các em. Các em ơi, hôm trước thì chị Camber có hỏi các em là các em muốn chị Camber nhuộm tóc màu gì, thì các em ghi ở dưới comment, các em ghi đủ màu luôn. Cho nên chị Camber hôm nay đã nhuộm tóc rồi nè. Ok, các em xem nha. Đó, chị Camber đã nhuộm tóc theo màu của các em yêu cầu rồi nè. Các em yêu cầu rất là nhiều màu: màu cam, màu tím, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển nữa. Nếu mà các em thích màu tóc này của chị Camber thì các em hãy để dưới comment cho chị Camber biết nha, hay là cho chị Camber một like cũng được. Ok. Hello, chị Camber mến chào tất cả các em. Các em ơi, hôm nay thì chị Camber đã trở lại và chị Camber sẽ cùng mình up đi làm một cái challenge, một cái thử thách nha. Anh up đi. Anh up đi. Hôm nay chị Camber và anh up đi sẽ làm thử thách về slam. Thử thách này đó chính là chúng ta sẽ phải làm slam, nhưng mà chúng ta sẽ bị cột cái tay lại đó các em. Chị Kimber sẽ dùng cái sợi dây rồi đây, đây là sợi dây này các em. Chị Kimber và Nắp Đi sẽ phải bị cột tay lại và làm slam. Bây giờ người thua sẽ bị gì nhỉ? What's the punishment? Ok các em, ngoài trời đang rất là lạnh. Tuy các em thấy nắng như thế này nhưng mà gió nó rất là lạnh. Chị Kemper phải vào trong nhà mặc cái quần này đây. Không biết các em có thấy hay không. Nhưng mà nó đi ra một một cái hình phạt, đó chính là người thua cuộc sẽ phải bị nhảy vào cái hồ bơi. Các em biết là cái hồ bơi nó rất là lạnh, nó không có cái máy sưởi ấm. Cái máy sưởi ấm người ta đang làm khoảng tháng sau mới có. Bây giờ nó rất 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 là lạnh luôn đó các em, lạnh con hứng nó đá luôn đó, nên chị Camper thì rất là sợ bị thua. Hy vọng là chị Camper sẽ không có thua nha. Ok, bây giờ chị Camper sẽ giới thiệu cho các em cái bàn có những cái đồ gì nha. Ok, đây là cái bàn. Chị Camper và Nắp Đi sẽ đứng ở đây, và ở giữa thì chị Camper sẽ để nước, hai bình nước, bốn bình nước luôn. Ai muốn lấy bình nào thì lấy nha. Đó, các em thấy rất là gió. Và mỗi bên sẽ có một cái chai cạo râu. Đây, hai chai cạo râu nha, chai cạo râu nè. Và đây là xà phòng rửa tay. Ai muốn bỏ xà phòng rửa tay vào thì bỏ, không muốn bỏ thì thôi. Còn đây là những màu sắc mà chúng ta có thể sử dụng. Muốn sử dụng màu gì thì sử dụng nha. Còn đây là những cái muỗng để trộn lên nè, chị Kimber sẽ để ở giữa. Ai lấy được cái nào thì lấy nha. Và hai cái container này, mỗi người một cái để làm. Và đây là borax. Đây là một 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 hộp, một bịch. Một hộp borax khổng lồ. Còn cái này là để cho nước vào để làm dung dịch borax nha. Ok, các em đã sẵn sàng chưa? Anh Nắp Đi đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Ok, chúng ta bắt đầu nhé các em. Didn't know Ok. Và vị giám khảo của chúng ta ngày hôm nay đó chính là bé Bơ. Bé Kem rồi. Đang nằm ở dưới xe, chắc là bé Kem không có muốn làm giám khảo đó. Kem không biết Kem thấy không? Camber, come here, Camber. Rồi, bé Kem không muốn làm ban giám khảo. Rồi, ban giám khảo kia cũng bay luôn rồi, không có ai làm ban giám khảo. Vậy thì các em, những đi Camber bé nhỏ sẽ làm ban giám khảo ngày hôm nay nha. Các em ơi, chị Camber quên hai món quan trọng nhất, đó chính là glue. Yeah.
To do it. Six slow, one piece at a time. I put like half of it. Oh, I'm feeling it. I see how it goes now. Now I learned. Messing up there, lady? Is it getting difficult to start? Yeah. Sure done it a little bit at a time, lady. Oh shit, this is really hard to move with these hands. I'm gonna sit down, y'all. No, stay there. This shit is hard. I look so intense for doing something. Chắc chị Kim bơ vỡ nhiều bao rác quá, bây giờ nó cứ ngắt luôn này Kim. Ha ha, nó đi bỏ quá trời luôn. Bây giờ I think I put too much. Yeah, you put too much. I didn't know. Okay, I'm gonna make a little dash.
Kimber sẽ bỏ cái slime này, chị Kimber sẽ làm lại cái slime mới nha. Của anh em thì cũng cứ ngắt luôn rồi. Bây giờ chị Kimber và anh em đi sẽ làm lại cái mới, tại vì cái này hai chị làm cứ ngắt luôn. Oh, I already have the activated. Never mind. This is that tie is so tight. Hurts. Hurts. I gave me two hands of some reason, okay? And I'm using that. No, you're not done, baby. Oh my God. I think my slime is better. I'm not jumping. Can't move. I have to use everything because I think it's done, but I still have some liquid. So like this is my second slime in my life ever making, so I don't even know if this is what slime is supposed to be like. So you guys did be the judge of that. But I think it's done. It's kind of soapy. I didn't use enough forks, man. Okay các em, bây giờ slime của chị Kimber và Nappy đã xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem slime có ai đẹp hơn nha, và người nào sẽ thua cuộc và phải nhảy vào hồ bơi lạnh giá. Ok.
Em thấy snap ca đẹp hơn, snap ca dẻo hơn. Can your slime do that? No. Yeah, slime ca nắp đi rất là cứng, không có stretch ra được. Nha. Ok, các em thì chúng ta sẽ coi slime nha. Đây là slime. Đây là slime của chị Camber nè. I'm trying to make it more slimy. I put it more for that. Yeah. Còn đây là slime của anh Abdi. Cứ ngắt luôn. Yo, your slime is slimy. Whatever. Thumbnail, I think thumbnail. Hold it, hold it. Make it rain. Make it slime. Oh my gosh. Okay, you ready for your punishment? Oh. No! Các em ơi, anh Abdi đã thua và bây giờ anh Abdi sẽ chịu hình phạt là nhảy vào hồ bơi nha. Are you ready? Bye bye. Hey, now running, come back here. Okay, bây giờ chúng ta sẽ đi ra hồ bơi và anh Abdi sẽ phải nhảy vào hồ bơi nha. Okay, let's go to the pool. Let's go get the key. Cái áo anh Abdi bị dính slime không này các em. Cái em này các em. Còn bé bơ đâu rồi? Ồ, bé bơ bên kia kìa. Okay, chúng ta qua hồ bơi nha. Đi thôi nào. Abdi, let's go. Anh Abdi khóc này các em. Why are you laying like that? Mấy các em cũng muốn đi xem này các em. Các em ơi, chúng ta đã... Các em ơi, bé bơi, bé kem đang trong hồ bơi này, các em thấy không? Đó. Vô hồ bơi thôi các em. Các em ơi, hồ bơi của chúng ta rất là lạnh đó nha. Bé bơi kìa. Abdi, cố lên! Are you ready? Oh, the sun is out! Hello, Kimba! Without being on the camera, I'm gonna jump in! Lạnh lắm đó các em. Nhưng mà anh Abdi không có sợ lạnh cho nên cũng ok. Gặp chị Camber thì chị Camber đã chắc là khóc luôn.
It's cold. I'm sick now. No, you're not. Yes. Okay. Video của chị Camber đến đây là hết rồi. Chị Camber mong các em thích cái video này nha. Trời ơi, nắng quá các em ơi. Các em nhớ cho Nắp Đi một like thật to và Nắp Đi đã nhảy vào hồ nha. Ok, chị Camber tạm biệt các em. Yêu các em rất là nhiều. Bye bye. Oh, that stupid cat. She's gonna get in trouble. She's gonna get in freaking trouble. Sniper! Oh, she's scared. She's scared. Come on. Get the key also. It's right here under the sofa. Where the camera go? Sniper! Okay, let's go back. Huh? Come back, yeah, come back. You're getting bad. No. Oh, I'm gonna find a nipple house.